Nhật ký trong tù này. Hình như cái này. Có cái đợt tôi với anh Ngốc set up đổ tội cho anh Độ cũng vui. Cái đợt set up đổ tội cho anh Độ vui cực. Cái đợt mà tôi là cảnh sát tôi bắt anh Độ xong rồi anh Ngốc ở xa bắn súng ấy, xong rồi chết cảnh chết 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 bắn chết tôi ấy, xong đổ tội anh Độ ấy, buồn cười luôn. Bên tao không có cửa vậy. Đúng má, gió quá. Cảnh sát vô cái gì, cảnh sát băng, cảnh sát vô dụng á. Cái này tôi đấm chết anh Quá Độ á, đéo đâu được có cửa đâu, má. Tôi có nữa là 5 thằng rồi. Bông mai Bông nữa là mai là 6, 6. 6 thằng đúng Ờ, rồi, 6 thằng được rồi. Nhím ơi. Dạ. Mày đi mẹ, em có thể ăn mặc tôn trọng người nhìn tí được không? Ý có vẻ thằng nhím từ xưa này vãi lồn này. Bảo sao có bị trêu ED nữa này. Sắp vào ngành rồi đi mẹ, em phải tử tế chứ. Tại vì em đi xe đạp phải mặc quần bó nhỉ. Mày đi lại vòng anh cho nó. Nhá, lần sau mày đi Đâu? cướp ngân hàng thì mày bỏ kính ra trời. Tôi bị bắt À, xong bây tôi đấm giờ chết đi anh Độ bao giờ? mày tội cướp ngân hàng thì to đấy. Nhanh, lần sau giúp kinh. Ủa nghe mấy Cảnh anh Độ sát khác còn nhỉ? đi cướp cho địp mẹ mày. Đợi đi. Cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống. Cúi gì? Cúi xuống. Cúi gì? Cúi Cúi gì? đâu? Cúi đây à? Ê! Anh! Địp con mẹ mày! Quang ơi! Cứu anh với! Thằng lồn ở đây. Cái đít cái lồn gì đây? Cái đoạn này là cái cảnh sát bẩn đúng không? Cho tay lại. Ê, đi chạy. Con mẹ. Chói tay lại. Chơi cái lồn gì thế? Đi mẹ với anh mà. Ôi, anh chip cục vãi lồn. Đi anh... con mẹ mày, hai thằng lồn này là phản hả? Bạn ơi bạn. Nó phản lắm ơi. Đi con. Ôi chơi còn cục vãi lồn thôi, này chơi còn kiểu mẹ mở cái mic Discord ta nói chuyện với nhau cơ, buồn cười vãi lồn. Nói đi. Nào đi anh, em đang bị đối ấy nôi lời được không? Ngậm mồm vào. Em muốn về. Ủa sao tôi chết ở đây rồi? Đi trước mày tôi đây đúng không? Tôi đây. Trước tòa nhá. Em muốn nói đôi lời được không? À, đi con mẹ. Đi con mẹ mày. Ôi chơi tục quá luôn. Đấy, mày còn nói lồn gì nữa không? Thằng đồng đội mày đi mẹ vừa bắn được cảnh sát đấy. Đấy. Em không quen đó. Ôi mà hồi đấy mua súng dễ vãi lồn, vào shop mua. Dễ vãi lìn. Có đoạn nào đấm anh Độ chết? Làm gì có đoạn nào đấm anh Độ chết vớ vẩn. Quang, đi thêm 5 phút nữa thôi, nhá. Thôi anh, thôi anh. Anh có không cho bọn em gọi luật sư? Sư con cặc, địt mại mà bắt chết tao gọi con cặc. Nào đã bắt anh được viên nào? Đâu nhỉ, cái viên. Gì? Cái có bạn vừa chat cái bằng cướp vô dụng. Đây, hình như đây. Mày xuống, đừng vào, để anh sửa. Quý ơi, phản lực cơ. Súng ơi. Ủa, nhanh thế nhỉ? Đúng rồi, đúng đây cảnh sát rồi, đúng rồi. Anh ơi, em bắn cái bình xăng được không? Rồi. Chưa. Sao tự dưng nó giết mày? Giết mày đéo gì? Game bắn súng các bạn ạ. Đi bạn mấy thằng cảnh này thì bạn bắn bừa lắm. Bắn bừa vãi lồn ấy. Đúng kiểu game cảnh đúng sát rồi, em đọc vị trí của nó sao nào? Này ta định trận. Đến phải clear nhanh nhá. Một thằng vào bắn lửa đi, Quang. Một thằng ngay bên phải cửa nhá, ra nhá. Đấy. Bên ngoài đang hỗn loạn lắm, tí mọi người chạy ra không ai biết đâu. Lửa, thế này em vẫn có ích cả anh. Có. Cái lửa của em. Có ích. Bắn lồn rồi kìa. Lửa cháy cái tí ấy. Có hết mẹ lửa. Tôi lại là thông ông lắm. Anh ơi, nó bên phải ai? Thấy rồi, một thằng thôi đúng không? Chết rồi. Ua. Anh hết rồi, hết rồi. Hết chưa, hết từ rồi, từ từ đéo biết được hết hay không? Thằng nào ở bên ngoài check cho ta xem còn thằng cảnh sát nào không tú ơi. Em đang check. Con. Julie đã chết kìa. Bên kia đường. Ở hết rồi. Bên đường không có, qua đường cứu em anh ơi. Chắc không? Địt mẹ mày chắc không? Được rồi. Cứu, cướp được rồi. Qua đường cứu em đi. Ui trời ơi, cảnh bác sĩ địt mẹ. Địt của mẹ mày. Ai cứu, ai cần cứu. Cứu, ai cần cứu. Giết hết, bác sĩ các thứ giết hết. Không Zone phải mình play. Giết hết anh ơi. Đâu, thằng bác Mô sĩ với cả giết thằng hết này, à? Thằng Hương đâu. Anh còn bác sĩ giết hết. Bên đường anh ơi. Thằng Mô nằm cạnh nhau này. Mình gì con. Hình như cái này là cũ rồi. Nghĩa sẽ đeo được. Chết rồi, chơi đẹp. Được một thời gian rồi. Cái trước nữa cơ. Băng cảnh sát vô dụng. Cái trước nữa băng cướp vô dụng. Thằng 3. Đây thằng 5 rồi. Đây hình như cái này. Thằng 2 này. Nhân chứng mang về để nói chuyện với anh. Đây. Công an đây này, anh công an tóc vàng này. Được rồi cái.
Còn đến mic của tôi và mic 2x cứ lao 2 đấy các bạn. Bằng hồi đấy nghe giọng kiểu nó kiểu gì ấy. Cướp đi chip ơi. Ra cảnh giới đi. Rồi. Gì thế? Nha, 5 phút bắt đầu. Để trong hẻm nhá, em đỗ xe trong hẻm. Không, mày cứ đỗ trước cửa ấy, không phải trong hẻm. Mày cứ đỗ bên cái đường ấy, mày cứ đỗ bên cái đường ấy, để ai biết không. Cứ ngồi im ở đấy, mày đéo có đồ đâu, mày sợ. Không xem clip công an phường nhạy cảm lắm, anh em không nên xem. Thôi anh bắn em làm gì? Lộn thế. Không phải đâu, anh ơi, cảnh sát anh ơi. Chơi anh ơi. Thì như tôi sao ấy. Ui, địt con mẹ, đéo được anh ơi. Cái lồn gì đấy, địt con mẹ, mày sao. Cái lồn gì đấy? Cứ lia hết luôn nè. Quá sao mày ngồi trong xe không bắn à? What the fuck? Sao ngồi trong xe đi bắn thằng kia làm lồn đi, vô lý vãi lồn vậy. Ôi địt con mẹ mình. Anh ơi. Em ở ngay gần đây rồi đấy. Thầy Thì vậy tôi bắn vãi lồn. Chúng tôi cũng có quyền, chúng là công dân, chúng tôi cũng phải có quyền để nói. Đồng chí cảnh sát hiểu không? Đánh độ à? Cứu số lượng lớn. Lồn đi mẹ tao cướp. Ôi vô lý thế, em đéo hiểu sao em lại bị bắt ạ? Đi mẹ. Anh cầm súng bắn vào vai tôi này, vai tôi vẫn còn một lỗ này. Khổ quá, em còn đéo biết dùng súng thì đéo hiểu em bắn được cái hay ạ? Ủa em đéo hiểu sao có thằng em của em thì bạn mới đỗ xe ở ngoài mà đạn này thì role play, đạn này thì role play. Vô lý vãi lồn nè. Không tưởng tượng được. Còn anh cảnh sát đây. Bọn em cũng phải được nói chứ, bọn em là công dân, bọn em phải có quyền. Cướp ngay giữa thành phố luôn các bạn, mà hồi xưa cái tôi nhớ cái xe máy của cảnh sát đi thích vãi liền. Được nói chứ, các anh bắn người, các em chưa có hiểu vấn đề cơ. Em đéo hiểu sao em có. Chưa đâu vào đâu. Em có cả giấy phép sử dụng súng mà đi bạn anh còn thu cả súng của em thì anh vô lý vãi lồn rồi. Anh từ tôi giải quyết xong, nếu anh đúng thì tôi sẽ trả lại súng. Đấy, giải quyết đi. Đừng nói thôi. Roleplay mà em. Đừng dí súng vào người em thế. Ông tổ roleplay mà em. Nổi nước bọt đấy. Trong này, có người vừa dậy. Ôi địt con mẹ mày đéo hiểu sao? Ôi, vô duyên vãi lồn. Cái gì vậy? Cứu tôi trước. Ôi, cái lồn gì đấy? Tao bị cầm mất. Địt con mẹ mày. Hình như anh chít dậy bắn tôi sao ấy. Em không quen với lại. Không quen với ai trong ngân hàng này cả, em chỉ đến gửi tiền thôi mà em bị bắn em chết từ đầu giờ này luôn. Đùa chứ các anh làm ăn như này, các anh ăn tiền của dân, bọn em đóng thuế đầy đủ hàng tháng. Các anh làm ăn như này là không được. Thứ nhất là bắn người dân vô tội, thứ hai là bắn xong rồi không cứu người dân dậy, các anh làm ăn như này không được. Tiền bọn em đầu tư. Địt mẹ không nhận. Chơi hồi sinh chơi dơ vãi lộn, địt con mẹ. Anh đâu có hồi sinh ạ. Đấy được, Quang ơi, đi chơi nhảy dơ lắm, đi mạng chơi nhau được. Anh Quang còn đi đấy. Đúng rồi. Anh mày quay lại tự thú đi, đi mạng. Ê, cho anh mượn cái xe cái, đi mượn cho anh mượn xe cái. Anh độ. Không phải, tại nó mãi nó không cứu em dậy. Đi quay lại chỗ đấy. Quay lại. Nổi sinh luôn mà. Quay lại đầu thú. Đầu thú. Phát lên, đi đầu thú phát đây. Phát đi đầu thú, đi mạng chơi nhảy dơ quá. Anh Bông Mai ơi. Ơi. Bọn em bấm E nhầm anh ạ. Bọn em quay lại giữ nguyên hiện trường ấy anh ơi. Đây, bọn em quay trở lại đây. Tôi đề cao tinh thần đầu thú của các anh nhá. Dạ. Anh ạ. Đây em đếm giải thích. Thực sự là như này anh ạ. Thứ nhất là bọn em chết lâu quá đéo hai cứu nên bọn em đéo được nói. Anh để em nói. Thực sự là bọn em đéo làm gì cả. Anh ạ, đi em đéo hiểu sao em có giấy phép sử dụng súng mà anh lại có thu súng của em. Lăn lộn cái đéo như vậy. Thì bây giờ anh cầm súng bắn tôi phải tịch thu chứ. Em bắn tôi à? Em đã bắn được viên nào đâu anh bụt cười thật. Ừ, bọn em đã bắn được viên nào? Em nhưng anh chĩa súng vào mặt cảnh sát. Em chĩa lúc nào để lại em tả lại cho anh nhá. Lúc ấy như này này. Lúc ấy trời nắng to vãi lồn. Xong em đang đứng ở đây. Đây, anh vào đây. Em đứng ở đây này. Đâu nhỉ? Đây. Em đứng trước cái quạt. Đây, rồi. Em đang đứng ở đây. Xong em nhìn thấy cái poster này. Xong rồi đây này, do you need help with your money này. Em đang đứng ngay đây này. Xong em bấm quy, xong em núp vào tường như thế này. Em đang đọc nghe này, chăm chú vãi lồn. Đéo hiểu sao anh bảo anh bắn em luôn, anh đéo nói cái gì cả, vô lý vãi lồn, anh là còn thu của sân cả. Tôi nhớ anh Độ còn bắn tôi viên cơ. Thế thì là tại thanh niên Quang Ngọc Trịnh, à nhầm QNT rồi. Đây, để em giải thích, đây. Anh để em giải thích. Từ từ, anh để cho dân nói trước, dân nói giữa bọn em. Đóng thuế đàng hoàng để anh cho dân nói, anh là người lắng nghe. Đây nhá, em đi vào ngân hàng, em thấy đồng chí, em thấy. Đây là em thấy anh áo đỏ này, có mũ áo phao này, đứng xem cái ảnh của con bé này được chưa?
thì em đứng đây em xếp hàng để em giao dịch tiền. Em đứng chỗ cái quạt này này, để nóng quá em đứng đây cho mát. Được chưa? Chứ em không có làm gì cả. Tất nhiên đồng chí nhảy vào đồng chí bắn. 22 phút. Anh cảnh sát anh nhảy vào anh bắn. Mấy ngày xưa mic Hyperx Cloud mà. Cái mic cái hồi đầu tôi stream tôi vẫn dùng mic đấy mà. Em trước sau anh bắn bắn mãi tôi mới được nghe phao kia. Rồi anh nói đi, anh nói đi. Rồi anh nói đi. Tôi đi đến đây. Anh đứng trong đấy nói gì, anh bảo chơi đi chơi đó. Rồi anh đưa súng bắn vào vai tôi hai phát. May mà không có tim. Anh hơi nhầm đấy, em đang nói chuyện điện thoại với lại bạn em chứ em nói gì với anh mà chơi với lại không chơi. Em biết anh là ai. Chúng mày nói nhiều quá, tao là thằng cướp đây. Đấy chưa, anh thấy chưa, thì có mỗi một người đấy, cướp đấy, 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 đấy thằng cướp kìa, anh đang bắt anh đi qua. Anh giả lại súng em đây. Đây, bây giờ em nói tập với anh là cả lũ bây giờ. Từ nãy giờ ấy, mình to tiếng với nhau cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Thôi anh ơi, sao lại còng tay em? Mày buồn cười đấy. Đúng rồi, em nấp ở trong này. Em bảo này, em nấp ở đây này. Em đang đọc cái poster này xong đúng rồi em thấy cái thanh niên áo đỏ đấy cầm súng ra bắn bọn anh hay sao ấy, nếu như em nhìn không nhầm. Được anh kìa. Đúng rồi đấy. Đúng thanh niên này không đồng chọc. Đúng. Nếu như em nhìn không nhầm mắt em hơi cận nhưng mà đúng rồi. Anh đúng, này, đúng thôi đi tù luôn. Đồng chí được anh cứ đứng sau tôi giải quyết từng người một. Anh đồng chí cho thanh niên này đi tù 5 phút rồi cái. Cướp ngân hàng nha. Thế em tao đéo có gì để nói cả. Tao cướp tao nhận tội thế thôi. Đi mẹ thằng cảnh sát. Ôi, anh ơi vì chửi vừa giết cảnh sát vừa chửi cảnh sát cho thêm 1 phút rồi 6 phút nha. 6 phút. Anh ơi giả em khẩu súng anh. Ố mày đi tù cũng được chưa? Ông ơi lần sau đừng cướp ngân hàng thế đéo hiểu sao. Bảo sao chú ghét tôi từ hồi xưa rồi. Chú thù tôi từ vụ này sao ấy. Các bạn ạ. Đến bây giờ chú vẫn thù. Ồ hôm trước chú vừa bỏ block tôi đấy, sướng vãi lìn ạ. Thành phố thì bạn mày to đẹp như thế này, ông lại chui ở đây ông cướp. Thì bạn lại ông tôi ở bụi này buồn cười vãi lộn thế. Súng của anh tên là gì nhỉ? Dạ súng em là khẩu... Không, của em là khẩu macro SMG anh ạ. Tôi không có cái đấy, chắc anh nhầm rồi. À không, Pison, em nhầm hôm khác. Pison với cả 50 viên đạn anh ạ. Anh ơi, súng em đâu, anh đi, anh buồn cười chưa giải quyết xong việc. Tôi đang giải quyết tình trạng giao thông này đã, anh từ từ. Thuốc anh ấy. Em không hút thuốc, cảm ơn anh. Anh buồn cười thật, anh đang đi làm nhiệm vụ, anh ngồi anh phí phèo đứa không hút thuốc ạ. Em, đây là việc của em, anh buồn cười à? Thế phải hút thuốc để mới biết bắn súng à? Bây giờ tôi nói anh này, tôi tịch thu lỡ tịch thu rồi. Mà tôi không trả lại nữa. Mà tôi tha cho anh. À. Anh muốn tôi bồi thường hay gì không? Anh bây giờ nhá, em lại nói với anh như này để anh hiểu này. Đấy là khẩu súng gia truyền nhà em. Từ đời ông cụ cố nhà em để lại. Mà cái khẩu đấy tuy ra tiền thì nó bạt ngàn lắm. Đéo tính được bằng vật chất. Ôi, mới chơi đúng không? What the fuck? Bây giờ anh buồn cười thật, anh lấy xong bây giờ anh định anh cầm đi anh bán luôn đi. 50.000. Tôi chịu. 50.000. Trong tài khoản tôi bây giờ chỉ có 5.000 thôi. Ôi anh lại còn mặc cả. Thôi được rồi, thôi thì anh thích làm đéo làm. Ôi công an quỵt này, công an quỵt đồ của dân này chúng mày ơi. Công an quỵt đồ này, mọi người ơi ra mà xem này. Không thể chấp nhận được. Bắn chết đi anh ơi. Đéo hiểu, đây này, công an đây này, anh công an tóc vàng này, anh quỵt đồ này. Không biết, anh không đủ, anh phải đi vay mượn, anh giả tiền đấy, anh buồn cười thật đấy. Trả súng mày bông mai. Trả súng dân đồ đi chứ. Em biết chào đấy nhá. Đây nó nhỏ đây. À anh Hoa Vinh, anh xem anh cảnh sát này làm được. Thì anh buồn cười đợt anh lấy súng em nó bị anh đéo trả tiền, anh bảo anh đéo có tiền. Ôi, anh buồn cười anh lại. Đi cờ anh chỉ cho trả súng nè, đi cờ anh chỉ cho trả súng nè, đi bông mai. Mình do Discord nữa đi. Xong rồi thu khẩu súng ra truyền. Anh nhận được khẩu súng của tôi chưa? Tôi tặng cho anh một khẩu súng còn gấp đôi khẩu súng ra truyền của anh đấy. Anh ơi, địt mẹ mày thấy đạn của em đâu? Anh nuốt mẹ rồi à? Đạn nhưng mà tôi có tích thu anh đâu, anh bắn hết lúc đấy rồi, anh bắn. Ô, anh buồn cười thật, em đéo bắn được viên nào. Bây giờ đi phải mẹ anh quay ra anh giả em khẩu súng đéo có đạn thì đi phải anh vô lý vãi luôn. Anh ơi khẩu súng sai gia truyền thì anh không cần đạn, anh lấy đạn anh bắn ai à? Anh bị làm sao đấy thì phải bây giờ nhà em ông nội nhà em ông cụ cố nhà em để lại cả súng cả đạn cái anh thu mẹ đạn đi. Anh biết không, khoảng 40+ viên đạn là cụ cố nhà em là bắn cảnh sát với cảnh sát, anh soi bắn cảnh sát. Em bắn đéo em đéo có đạn, bắn cái đéo gì? Bắn lại. Khổ quá, đéo có đạn thì bắn cái đéo gì? Thôi không cần đây, em là bác sĩ. Em là bác sĩ đây để em cứu luôn. Cộng lại đồng chí ơi. Cộng cái đéo gì? Đi bắn cái. Tao làm đéo có đạn, tao bắn mày mày bị điên à? Tôi nhìn thấy anh cầm súng nha. Tao cầm nhưng tao không bắn đi. Anh đang cầm súng trên tay à? Nhưng tao không có đạn, bắn cái đéo gì? Mày bị điên à? Cái vãi lồn gì? Khổ chết. Trời ơi, oan vãi lồn, đéo có sức. Đi mạnh.
tịch thu lại khẩu súng anh ơi. Hu con cặc. Thằng nào gài vậy? Địt. Sao anh? Oan vãi lộn. Chị làm chứng đi chị ơi. Đây. Dạy vào đây, dạy vô xem bài vàng của tôi nè, dạy vào đây đi. Ở đấy anh cái đội chim YouTube bây giờ anh phải đồn với cả độc trí ốc nha. Ôi. Giải quyết nha. Ô. Ở đây có nhân chứng là Hoàng, tôi sẽ tìm nhân chứng mang về để nói chuyện với anh. Này, AP Pitson và không viên đạn đã bị tịch thu. Anh nhìn lại xem. Đéo nào đi bạn. Anh vừa vứt đạn đi đúng không? Ui. Anh thủ tiêu không? Là... Anh lồn vứt đạn. Anh ông gọi tôi lên Discord bảo là đừng cái còng canh độ đi rồi để đợi tí rồi để rồi anh tích bắn. Anh tích bắn chết tôi rồi đổ tội cho anh độ. Đấy, anh em bàn với nhau là như thế. Xong rồi làm. Thì nó ở đường chứ nó ở đâu. Đéo hiểu sao mà vào Discord bàn với nhau đấy. Đi tê roleplay chúa. Vứt đạn nó mất à. Vứt đạn. Vứt là biến mất. Vứt là biến mất anh ơi. Anh Hòa Vinh để bạn anh theo đéo nào. Anh đó em đéo phải cái xét đó đi. Địt còn bà em ấy. Mất em đã súng cả đạn rồi. Mày mở cong tao cái. Chờ anh. Em nghĩ về cái xét rồi. Em nghĩ về cái xe hồi sáng rồi anh. Mà mấy thằng này ngu quá nó đéo biết rồi. 9v1 gặp 9v2. Mẹ mày đau cho tao mượn cái xe tao quay tao đâm chết hết bọn cảnh sát. Địt mày cày thế à. Oan vãi lồn thề. Ông ơi lên nhà tù. Lên nhà tù đón bạn tao cái. Đi lên đón. Ta có xe được ta. Ta đang bị còng đi bạn. Ta anh bị làm sao? Anh đang bị còng. Đó còn tiền trong người không? Anh đợi trên người anh còn gì không? Không còn cái gì cả. Thôi cứ đẩy mẹ một cá thân. Địt mẹ mày thằng Tích nãy mày bắn chết tao ở địt mẹ mày góc 12 giờ ngân hàng nhá. Đâu đâu có đâu, em lên em giết mấy thằng bắn anh mà. Quick Silver Tích. Bắn anh em giết hết. Mày mày lại bảo xin lỗi tuổi trẻ mày cho. Nhưng thì nhỏ mày thông minh vãi lồn quá. Ui, sao tao lại có thêm 10.000 tiền bẩn nữa này. Thà mình vãi. Chúng mày đâu hồi đón mất. Hết rồi. Cả lấy đàn. Địt mại mày giống câu lạc bộ guitar đường phố. Còn gì nữa nhỉ, còn đoạn nào nhỉ, cái hồi đầu nữa cơ, còn một cái nữa cơ. Đây cái này. Những cái nào mà tôi xem ấy. Ê anh bảo đây, anh bảo Quang, đừng chọn quần áo nữa đi bẹ đang. Đang đèo có người đi làm, nhanh lên đi hái cần nhanh. Đang đèo có công an, đi. Con mẹ mày nhanh lên, nhanh còn giàu. Uầy, chỗ ơi tao nhớ luôn ngày xưa cái hồi mà tao mới chơi, tao làm taxi là tao lên đây đón khách ấy. Đúng rồi anh. Ừ, tao lên đây đón xong rồi đúng lúc hết xăng tao với thằng kia lại phải gọi một cái taxi khác về thành phố đấy. Đen vãi luôn. Ui, địt mẹ mày rộng nhà hay đâu. Đấy anh ơi, nó là cái cây này, những cái cây nhỏ này anh. Đi bán được không? Này. Quang về đây coi. Quang về đây, về. Địt mẹ lại cướp ngân hàng nữa à? Trời, địt mẹ lại cướp ngân hàng nữa à? Ai đây? Cục quá luôn. Uầy, địt mẹ. Địt mẹ. À đây rồi, cái clip mà anh Độ với cả anh Tiffy vào xong rồi bị tôi bắt đây rồi. Đi rửa tiền. Hợp lý vậy luôn. Còn thằng Quang nữa, địt mẹ. Nếu như mà nó ra tù thì anh em góp với thằng cho nó mấy nghìn đi. Chết. Để coi á. Ok, để coi từ vụ cướp nhá. Đi con. Mày thò tay ra sao? Ngu vậy luôn. Rồi nhá, như kế hoạch đi. Kế hoạch như nào nhỉ? Chip vào nhím ngồi ở xe, tao với cả thằng Quang loanh quanh ở đây, có thằng nào vào tao toàn chết luôn. Ui, cầm phớ luôn mà. Nhím, thằng nhím có súng mà, mày xuống xe đi nhím. Xuống xe đi, xuống xe đi. Đấy, để cho một mình chip vào thôi. Anh chip biết lối nào chưa? Sẽ phải chạy trái rồi. Đi cái chỗ chìa khóa ấy. Đây bên này anh ơi. Anh đi đâu đây? Quang về đây coi. Quang về đây. Quang. Đấy đi hướng cửa sắt đấy, đi vào chỗ chìa khóa. Ok. Đây, đi bạn thằng nào vào bắn luôn nhá, cảnh sát vào bắn luôn nhá. Ok anh ơi. Nhím ơi, nghe thấy không? Nhím. Nhím ơi. Nhím ơi. Nhím ơi, mày đâu rồi? Đi lên trên tầng à? Nhím. Đi lên trên tầng à? Đúng rồi. Đúng rồi. Lúc nào thấy ô tô à có cảnh sát đến bắt đầu vào cửa thì bấm còi cho nhá, vào cửa ấy thì để anh bắn vào nấp vào cửa luôn, nó vào cái anh bắn luôn. Ok hiểu chưa? Ok. Ok. Anh nghe thì em bấm còi không? Bấm lại vào. Không. Mày có nói, im thì có nghe thấy. Ok. Nói là đỗ gần tí đầu mẹ mày đỗ xa tường quá, đỗ vào sát vỉa hè.
Ui đi mẹ ơi, em lỡ cắn ba đứa đây rồi. Nó có nhận thông báo cái đít con không, mẹ không, em mày không, không. Mày mày mẹ cả mạng sống tao ra dưới này đấy. Tao là bác sĩ, tao có nên ra cứu chúng nó không? Không em kệ chúng nó, kệ mẹ chúng nó đi. Bấm lại còi tao xem nào, bấm lại còi tao xem nào. Rồi ok, nghe được đấy. Kheo nó vào cửa thì mới bấm nhá, để bọn tao biết mà chuẩn bị nhá. Chắc nói từ trong này ngoài kia nghe thấy rồi. Mày cứ ở đấy đéo ai bắn mày, đít cụ mày mà chỉ ở đấy thôi. Cụ mày đái thế nhở, lúc hồi hộp nha hay bị buồn đái phải luôn ý. Anh ơi, nó vào bắn luôn nhá, vào giết luôn. Em nghe tiếng cảnh sát anh ơi, em nghe tiếng cảnh sát nhá, chuẩn bị này, em nghe tiếng cảnh sát rồi, rồi. Tập trung im mày, để nghe coi, im để nghe coi, im để nghe coi. Im. Ok, im. Cho bọn nó vào đây, mày bọc sau nhá. Nó ra cổng sau anh ơi, nó không đi cùng em. Có cổng sau á? Có cổng sau hả? Đâu, đẹp mẹ, lại cướp ngân hàng nữa à? Thôi đấy, anh em chửi tục quá luôn ý. Ai đây? Ai đây cướp ngân hàng đấy vậy? Cái này trên lầu lận, ngân hàng này trên lầu lận. Nó không tặng đây thôi. Ui, anh ơi! Anh ơi, anh trai! Anh ơi, nó bị trong rồi! Ui dạ! Bắn đi Quang! Ui cái đi con mẹ rồi. Mày Quang ơi! Mày đi đâu vậy? Ui. Đừng để xong anh ơi. Không biết phải gì kìa. Mẹ mà chết đúng cho bác sĩ rồi. Địt cụ mày. Bác sĩ rồi. Mày cứ vào đi, anh chim cứ đứng đi về nhà, bọn em giải quyết xong rồi. Anh cứ đi về thôi. Địt mẹ em chết hai thằng cảnh sát rồi. Giết anh. Xem có thằng bác sĩ đâu, xem có thằng bác sĩ nào vào đi, mẹ mày dí xuống. Bác sĩ đây, bác sĩ đây. Cứu. Địt cụ mẹ mày, thằng Quang thì em bỏ vị trí nhá. Anh Quang mày hình như có bài tờ vãi lìn. 115 giây. Ok. Đang phá nốt cái... Đi vào một... Xong rồi, đi tạ. Ôi. Còn mày làm bác sĩ vào cứu đúng rồi. Có thằng 7 đó, bắn nốt nó. Đâu, ai bắn nốt. Ai đây? Ở ngoài nhá, cửa kia nhá. Nhìn mở cửa ra, nhìn mở cửa ra. Em không liên quan. Bỏ súng xuống. Đây, em không liên quan. Em mời em đi khỏi chỗ này. Không, em không làm gì cả. Tôi nghe anh ơi, em không làm gì đâu. Anh có làm gì đâu. Em không làm gì cả. Em là người dân lương thiện. Không, em không làm gì cả. Mời anh đứng yên. Sao anh lại ở giữa đường này? Sao anh lại chó ở giữa đường này? Ở đây tôi nhớ cái vụ này anh Bảy còn còng nhầm tôi cơ, hài vãi lìn luôn. Bảy ơi, còng nhầm tôi Bảy. Bác sĩ. Còng nhầm người rồi anh ơi. Chị ơi, xong chưa chị? Chị ơi. 30 giây. Quang anh bắn chết mày để anh cứu lại nhá. 10 giây, 9 giây, 8. Đi vào roleplay quá. Cảnh sát chết hết rồi. Được rồi, xong rồi. Đi anh ơi. Con em nó cứu cảnh sát kìa, nó cứu cảnh sát kìa. Anh đéo cứu thằng bắn chết thằng bác sĩ đi, bắn chết thằng bác sĩ đi. Mẹ mày. Anh đi đi. Ba người đi đi, bỏ em đi. Em hồi sinh ở ngân hàng. Đi. Em hồi sinh ở bệnh viện. Đi, đừng cứu em, không phải cứu em đâu. Đi đi, không cứu em, hy sinh. Lên xe. Đi. Công nhầm mẹ người ơi. Đi, có mẹ em đi. Đi. Lên. Bác sĩ đâu cứu? Sa-di ơi! Địt con mẹ mày, tại sao tôi bắn chết được con, tôi đã cứu được nó nhở? Sa-di chơi cùng hội anh Tích mà. Có 46.000 đồng ạ, địt mẹ. Ui, địt mẹ mày. Ui, không sao giờ, giờ mình kìa chia 3 thôi em. 46.000. Dâu. Này, thằng chú bé hay gáy này là thằng lồn ở đây. Không biết. Địt mẹ mày là thằng nào đây? Em theo bọn anh thôi. Xe ao đéo thì xuống xe đây. Địt hoại. Đó bác sĩ anh ạ. Em theo băng anh Tích mà. Tao đéo quan tâm. Địt mày, một là mày xuống, hai là ba tao giết mày. Thế thôi. Vì vụ này chỉ có 4 người thôi. Người đã hy sinh. Vụ sau anh gọi, để lại số điện thoại cho bọn anh. Anh Quang bị bắt rồi anh ơi. Vào tù rồi. Thôi tí nữa lập kế hoạch cứu nó xong. Địt con mẹ. Cười.
cười, anh chịu cười sướng. Từ từ đã, bây giờ phải đi, đi phải mới biết. Cứ kiếm chỗ chia tiền xong gửi tiền đã, xong gửi tiền. Địt mẹ thằng Quang, nó đứng ở cửa, địt mẹ mày ổn vãi lồn rồi, tự nhiên để một mình tôi bắn, địt mẹ khổ vãi lồn. 46 à, tôi 20, ông 20, thằng nhím 6.000. À, mỗi người 10, 15, 15. À, mỗi người 15. Còn số lẻ để lại ông Quang. Okay. Rồi, ok. Quang nhắn tin này, em bị đưa về đồn rồi, chúng ta đang tìm chụp ảnh thẻ em. Thì con mẹ mày vãi lồn. Mới khổ rồi. Địt con mẹ chúng nó đang truy, đi truy lùng các anh đấy. Ở đồn không có thằng nào đâu. Địt con mẹ thì đéo được. Địt con mẹ chết thôi mà. Không, bây giờ liều ăn chúng nhiều. Chúng nó nhốt em vào tù rồi. Địt mẹ cay vãi lồn. Để liều ăn nhiều qua lấy xe đi rửa tiền luôn này. Hợp lý vãi lồn. Rửa tiền xong, thì bạn mày đi cất tiền vào ngân hàng xong ra đầu thú. Ngồi tù khoảng 10 phút, thế là lại làm phụ mới. Đơn giản vãi lồn. Nhím mày xuống dưới đi bộ đi, xong ra đây đưa tiền cho bọn anh để bọn anh đi rửa cho. Xong có gì tí chia nhau tiền thật xong. Đây anh ơi, đi. Xuống dưới đi bộ đi là sao? Chip xuống lấy tiền nó đi. Ui, siêu xe kìa, hồi xưa muốn cướp con xe nào cũng được hết á. Được anh, được rồi. Rồi. Được anh ơi. Rồi, cứ đi đâu chơi đi nhá, tí gặp lại nhau sau nhá. Ok anh ơi. Giờ tôi với ông cầm hết tiền đấy, nó nên chia hai không? Hợp lý vậy rồi. Tí nữa hẹn thằng nhím ra chỗ nào đấy. Bảo nó đợi đấy, xong tôi với ông gọi cảnh sát ra, thế là xong. Hiểu không? Tí nữa bảo nó lên cây xăng 80, bọn nó hay tập trung ở đấy. Tôi bảo lên đấy xong rồi nhắn tin cho cảnh sát luôn. Là thằng nhím ở cây xăng 80, hay qua go vào. Xong rồi tí rửa xong tôi với ông chia đôi. Có nhắn tin. Rửa tiền xong đợi em ra tù rồi chia cho em một ít. Để em làm ăn lương thiện. Ừ, chứ mục đích kiếm tiền để làm gì nhỉ? Mà tôi bảo này, để sau vụ nào nó to hẳn đã rồi tính. Vụ này cứ để cho thằng nhím địt mẹ cứ chia nó như bình thường. Để nó tin anh em mình vãi lồn đã. Xong rồi tính sau. Hợp lý vãi lồn. Úi chà, úi chà, úi đồ đi. Một thằng Quang. Súng luôn nhỉ, hồi xưa tao mua súng chứ không mua xe đâu. Hồi xưa làm gì mua xe đâu. Anh em góp với thằng cho nó mấy. Xe đầy ngoài đường ấy, thích thì lóc bích ấy. À thích thì cướp đó. Xe cũng chả hỏng ấy. Chết. Sao? Ông xuống, sao, sao? Ông xuống xe đi, tôi lao vào kia tôi rửa. Nỡ bắt thì bắt một thằng. À, ông không có tiền bẩn nữa đúng không? Không, tôi không có. Thế đi sợ đéo ấy, để tôi lao vào tôi bấm E phát là nó mất tiền bẩn luôn, nó thành tiền thật luôn. Thế là xong, nó khám người đéo có gì cả. Ê, đi đâu em nghe. Ê, chào đồng chí, sao vậy? Làm gì đấy? Làm gì đâu? Giờ, cả ai làm gì cả? Làm gì? Ơ, đi mẹ, ơ, cái xe đâu rồi, đi mẹ đang đi xe vào mà mất mẹ xe rồi. Lát mẹ rồi. Lát vãi lồn thế. Anh đừng nhìn cho tôi kiểm lát, tra lại, kiểm tra đi. Vâng, vâng. Rồi, kiểm tra đi ca. Trong người anh hiện tại có 100 gói thảo dược và một. Ôi, cái đít cơ này, cái lon gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Tôi tịch thu hết. Dạ. Cái này hơi nặng đấy. Ê, đại ca. Cái vừa này hơi nặng đấy. Ôi, đít. Ôi. Anh có gì muốn nói với tôi không? Có ạ, đít mẹ em đéo hiểu thằng nào gì của người em. Chết con mẹ rồi. Đến anh này. Ủa? Địt con mẹ anh, thằng tích. Anh chip vãi. Quả này anh chip đi vứt hay sao ấy? Anh chip đi vứt thằng sao tích. Ấy? Trường hợp này nha. Anh ơi, địt em nói thật với anh là em không hiểu sao chúng có dí vào người em lúc nào em không biết. Em có nhớ mang máng là địt mẹ hồi sáng có thằng nào đưa em chai nước lọc em nhét vào túi là địt mẹ em đéo hiểu sao nó lại biến đến cần sa. Ui, một cười vãi lộn cách. Năm 2019 rồi. 2019. Địt mẹ, em hỏi ngu cái tội này của em là đi bao lâu rồi? Anh biết giữ người. Anh phải biết giữ mình. Anh biết giữ người. Em biết mà, nhưng mà đi mẹ mà chúng có dúi lúc em không biết. Chứ bây giờ đi mẹ cái tội này là đi bao lâu hả anh? Em hỏi thật. Anh chip. Thì bình thường thì tôi thấy là anh cũng là người cũng là bị hại nhưng mà vẫn là có tội, tội cũng hơi nặng nên tôi chỉ cho tầm 5 phút thôi nhá. Dạ dạ vâng vâng, cảm ơn anh. Anh cứ thu hết cần sa của em đi. Em không bao giờ sử dụng những cái thứ gì mẹ cứ thích ma túy đấy, mẹ biết hiểu thằng nào nó nhét vào túi em đi mẹ một người vãi lộn anh ạ. Em không hiểu sao em bị gái anh ạ. Nhớ khi nào ra tù về hoàn lương đấy. Anh yên tâm đi mẹ. Anh không biết là em là bác sĩ mà. Bác vãi lồn chụp ảnh. Đi cay thế.
Cái lồn nào vẫn còn địt mẹ mày. Quên mất không ạ? Uầy, địt mẹ. Hey, có ai trong tù không? Aaa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 a
vãi lộn ra. Đi mẹ mày. Vãi lộn, em đưa anh cái đống đó. Em đưa anh cái đống đó anh không đốc hút à, anh để lại chi cho mày. Ủa mẹ mày, tao quên mẹ mất là mày đưa tao xong rồi đi mày mày nó khám người tao đi rồi đấy. Đây là lý do tại sao tao đang đứng ở cửa nhà tù ấy. Cày vãi lộn ra. Tin được em nghe tin em lên thăm anh nè, nếu tin được anh con ngoan trò giỏi gì luôn á, đưa túi cần đéo hút để trong ba lô à. Em gửi anh ít tiền hoàng lương nha. Ờ cho anh xin ít vậy. Thiệt chứ. Vậy ra ngoài vậy tôi vứt luôn. Ỉ bạ thế ông đéo rủ tôi. Đứng kìa. Địt mẹ cười con cặc. Ê bạn ơi. Địt mẹ đen vãi lồn, đéo hiểu sao trong người tôi vẫn còn địt mẹ mày mày gói cần ạ. Địt mẹ cay thế. Còn đi đâu mà địt mẹ. Thì tôi đéo nhớ địt mẹ. Em là thằng cứu anh nè. Em là thằng cứu anh nè. Lúc đấy tôi phải ra ngoài vậy tôi vứt luôn. Địt mẹ thế ông đéo rủ tôi vứt gì cả. Đúng mẹ. Không. Em là thằng cứu anh nè. Em là thằng cứu anh ở ngân hàng. Mày cứu tao á, mày cứu tao lúc nào? Cứu trong ngân hàng anh. Điên, cứu lúc nào? Em là thằng bác sĩ, cứu anh đâu. À, mày là bác sĩ à? Anh Chip từ hồi xưa anh Chip đã thích để tóc kiểu này rồi các bạn ạ. Hip to the hope phải lìn ra. Xong đến bây giờ, đến server này, anh Chip vẫn để kiểu này. Đổi rồi hay sao đúng không? Nhưng mà ngoài đời anh Chip cũng để kiểu này luôn. Thế là mình là đồng nghiệp đấy. Đúng rồi anh, em là. Em có điện thoại đấy không? Em là thằng. Đó anh. Ừ, anh tin là em biết cách gọi taxi đúng không? Đi về thành phố đi chứ. Cảm ơn em nhá. Địt mẹ. Chửi luôn. Nhím này, nãy tiền rửa của mày là 15.000 đúng không? Vâng. Rồi. Phần của Quang này, Quang. Đây đây để tôi chuyển. Thôi thôi thôi, được Quang đây đây. Phần của Quang này. Em lúc nãy là người có công lớn nhất với cả là em là người thiệt thòi nhất thì bị bắn chết nên em được 25.000 nha. 25.000 cơ á? Ừ. Bạn lồn nhiều đấy. Rồi bây giờ đi anh em đi đâu bây giờ? Một là đi đi mẹ. Ơi cái không được, tiền đây làm sao mà tiêu được? Đi mẹ bọn tao cướp ngân hàng xong nó cũng là tiền bẩn em, đi mẹ lấy đéo là tiền sạch luôn. Bẩn mà. Vấn đề nó ở chỗ đấy. Không được. Sao lại không được? Làm sao mà em tiêu được tiền này? Địt mẹ bọn anh cũng phải vất vả vãi lồn mới đổi được sao tiền thật đấy. Mà đấy là bọn anh còn cho mày nhiều hơn rồi nhá. Nhưng mà sao thằng nhím mới được 15.000 tiền thật mà em lại được 25.000 tiền thật? Tại vì nó đã đi rửa tiền cho bọn anh rồi. Đi rửa rồi. Nhưng mà em hy sinh để cho ba bọn anh chạy còn gì. Thì đấy là lý do tại sao em được 25.000 trong khi mọi người chỉ được 15.000 đấy. Tao được 23.000 thế này. 25.000 này có đổi được ra 25.000 tiền sạch không? Chắc chắn là được. Đã đổi được thì sao như. Hello. Ơi. Hello. Em còn mắn không? Em mới cho ôi, anh cầm. Ôi, cảnh sát ơi. Ôi, cảnh sát chú mày ơi. Mẹ hết nhá. Đứng lại. Lại tôi à? Lại là tôi à? Tôi hoài vậy. Ông này nhá. Cái gì đây? Ông Vương hiểu ra tôi cảm con tin nhá các bạn. Ông áo trắng kia đứng lại. Đồ chọc áo trắng. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ khỏe không? À thế à, thế à, ra đây mẹ con ho không? Ui ôi, thế à, ui, bọn con đã đi du lịch mẹ. Buồn cười mẹ Thái, thế à. Ui, thế à. Ừ, thế nhá mẹ nhá. Ok. Cái gì đấy, đâu hết rồi? Mọi người ơi. Không, thế hồi xưa tôi không hề đào sim luôn các bạn ạ. Thế tôi có bật tab treo anh Độ nhưng mà tôi không xem. Thế hồi đấy hồi làm gì có màn 2 đâu. Rồi có treo tab nhưng mà không xem. Nghĩa là tôi có nghĩa là khi mà tôi cảnh sát hồi đấy xem vừa đấy là tôi mẹ chơi cả ngày được. Nhưng mà tôi chơi theo kiểu gì các bạn ơi, tôi cứ đảo một vòng là tôi đi từ thành phố xong lên rửa tiền, xong rồi lên chỗ hái, xong rồi về chỗ rửa, rồi lại về thành phố. Ừ. Cứ đi một vòng như thế à, không có việc gì làm đâu, toàn đi cướp à. Ô, nhóm bạn đi picnic đâu hết rồi? Không xem thế. Ui, thằng nào vứt thảo dược 1.200 này đại ca. Xem. Anh làm gì ở đây? Khổ quá, em đang đi chơi thì có người ta gọi em là bác sĩ anh ạ. À. Em vừa cứu đằng kia xong anh buồn cười vãi luôn. Ôi anh là người thực ui anh nhìn ra anh ơi chạy cái lồn nó không tao vào thì vậy tôi roll play tôi chạy cái cặc à đi mẹ mày nhím cảnh sát bị thương ui nhím ơi làm gì đấy
Không, không, không tháo tay được anh. Mà em giết anh nhá, để ông chết. Đừng, thì có mẹ mày, cứu tao với anh. Ui. Anh. Ông làm ra đây cứu, ông làm ra đây cứu nhanh lên ông nào. Đi con mẹ mày, cứu anh thôi, cứu anh thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi, chính ra giọng nhím với giọng tôi nghe giống nhau rồi. Bác sĩ lồn thì cầm cả dao dài thế. Ôi, chịu mẹ luôn thế. Ờ, anh Đỗ ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Đỗ con cặc đang sặc nước dưới này này. Đỗ con cặc. Ôi, sao tôi lại dậy rồi. Anh ơi. Ơ kìa. Anh Đỗ. Ôi, Đỗ hái kìa. Anh cảnh sát ơi. Lên, 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 em bảo em trình bày đã. Em đang đứng ở đây em bị còng tay xong rồi nó có bấm là nút E để hái thảo dược, thế em lỡ bấm E nên là trong người em có một tí thảo dược anh chứ. Đi mày. Thề luôn, cái đấy là sự thật anh ạ. Anh lại còn tự khai nữa. Không phải, em vừa mới bấm E, thề em đéo hiểu sao. Em bị còng tay rồi. Cứu 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 anh, nhím nhím nhím. Mặt chết anh đi, nhím anh. Mặt chết anh để cứu. Bác sĩ ơi. Đánh chết em gái, đánh chết em. Lại đánh. Anh bị phải đánh vừa vừa nó đánh đau thế. Anh bị lăn này. Cứu 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 cứu. Đi, có mẹ mày thề, đẹp vãi lồn thề. Anh ơi, cho em nói một câu được không? Đây, 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 anh cho em nói một câu được không? Người ta bảo là cứu một người hơn hơn xây 10 tòa tháp, cho em tháo còng ra cho em cứu người cái đã, xong anh còng em lại. Tóc anh Ngốc hồi xưa cũng như thế này, mà tóc bây giờ của tôi cũng như thế này. Chứng tỏ là đây để tóc theo sở thích này. Anh Ngốc là anh Ngốc thích tóc kiểu này của Hoa Vinh đúng không? Có người cứu rồi, có người cứu rồi. Có người cứu. Thấy không, thấy không cứ thử. Giết em đi anh ơi. Đây đây đây. Đây đây đây. Con này em còn đây. Đâu đâu đâu. Em ngồi trên ngửa mẹ đằng sau anh ơi. Em còn vợ với cả con nhỏ. Đi mẹ mày đéo hiểu sao. Đối xử với bác sĩ như thế này. Ơ kìa. Đi kìa. Ơ kìa. Đừng lại. Đi con này. Ui, mày cứu được anh. Mà đoạn này tôi vẫn nhớ như in trong đầu tôi bắn kiểu đéo từ xa vãi luôn, bắn vào lốp xe các bạn ạ. Ảo thật. Cái con chậu tao đang bị còng thì con xa vãi luôn rồi. Chạy tôi đi! Bắn vào lốp xe. Ơi. Đấy. Mày thương tao đi con. Ôi gì vậy? Bắn xịt lốp anh ơi. Đi con mẹ. Mày đi con mẹ. Anh. Mày đi con mẹ mày. Thương tao. Thôi, mày để tao bị công an bắt đi con hơn đít con mày. Ở chỗ này quen, ở chỗ này ở chỗ thăm bà đúng không nhỉ? Ồ mấy lồn tề đít mẹ mình số lồn đi mẹ. Anh yên tâm. Ê, lấy thuyền, lấy thuyền, lấy thuyền. Anh lấy yên tâm. Kia để... Đâu, 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 anh, đâu, đâu, đâu. Thuyền trước kia, thuyền trước kia. Đâu, đâu, anh. Rồi, rồi, ok, ok. Thì đéo nào xong đoạn này tôi chở nhím về đồn, đi qua đoạn này lại thấy hai người này ở đây buồn cười quá luôn. Anh lái đi nhá, em chạy đây. Chừng ngơi, tôi phải dẫn ông về. À, ôi đít mẹ đang ui, đi con mày đen vãi luôn tề. Anh ơi, cứu bác sĩ, có phải bác sĩ không? Có ai ở đây bác sĩ? Anh ơi, em là bác sĩ này. Có em có em. Này, tôi nói chuyện với anh nhá, mẹ anh chưa xem phim bao giờ à? Mẹ đã chạy được rồi thì chạy xa tí. Mẹ còn đi ở đây nữa. Địt mẹ xe em thủng lốp thôi anh ạ. Địt mẹ có con cặc. Thế ông đen lắm. Đi mẹ bác sĩ luôn thì vào. Bác sĩ anh ơi các bạn ạ. Cứu anh ơi, đồ anh ơi. Bác sĩ nha. Đi 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 đi. Trời ơi, thầy hồi xưa chơi. Ui, đi con mẹ thoát rồi em ạ. Đi con mẹ vãi lồ. Ui, vãi lồ thật. Thằng Quang đâu rồi, em anh đâu rồi? Nó còn sống không? Hài vãi lồ đi. Ui, nhanh nhở. Từ tháng mùng 7 tháng 5 năm 2019 là bây giờ được gần 3 năm rồi đấy. Gần 3 năm rồi anh em. Nhanh thật.